thì cũng có nhiều làm đò. Dạ. Nói chung cuộc sống nó cũng ba chìm bảy nổi, bốn đen đen. Em đã từng có hai mối tình rồi, 11 năm với em bé được. Mời bạn nam. Xin chào Quyền Linh, Cát Tường cùng tất cả các khán thính giả trong phòng. Dạ. Xin chào. Dạ, chào anh ạ. Rồi, xin chào anh Quyền Linh. Chào anh. Chào. Rồi, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Bạn bên kia cũng đã xuất hiện. Bây giờ bắt đầu mình ưu tiên cho anh. Tôi là Trần Thái Quang, năm nay 53 tuổi, tuổi mèo. Bạn Kim là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân Anh Văn và nhạc sĩ sáng tác, làm việc tại tất cả các công ty ở quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với vai trò cố vấn, trong đó có một công ty với chức danh phó giám đốc. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Em tên Thái Nguyệt, em là nhân viên kế toán của ngân hàng. Năm nay em 37 tuổi. Rồi tuổi gì, mạng gì, giới thiệu luôn. Em tuổi Kỷ Mùi, em Mạng Hỏa. Rồi, bây giờ mình trò chuyện chút xíu. Anh 53 tuổi thiệt á hả? Sao trẻ quá, trẻ hơn Linh luôn ta. Chà, cảm ơn Quyền Linh nhiều lắm. Không thật mà, trẻ ghê luôn á. Nhưng cũng phải hỏi anh nha, 53 tuổi thì mình trải qua lần đò gì đó anh? Nói chung thì cũng có nhiều lần đò. Dạ. Nói chung cuộc sống nó cũng ba chìm bảy nổi, bốn đen đen. Từng người tình bỏ ta đi những dòng sông nhỏ. Nói chung mà giờ đúng số không là... được may mắn trong tình yêu. Vậy thì anh có mấy cháu gì không? Chưa lập gia đình mà làm sao có con. Chưa lập gia đình vậy mà nãy giờ nó làm trò tưởng đâu là chưa. Trời ơi, mừng chưa quá. Chưa lập gia đình. Vậy là chưa qua lần đò nào hết. Nghe tâm sự của ảnh cũng có khá khá mối tình. Thế còn mình thì sao? 37 tuổi đối với phụ nữ cũng không phải là nhỏ. Em đã từng có hai mối tình rồi. Một mối tình 5 năm, mối tình 6 năm. Hai mối tình là hết 11 năm. 11 năm em bé luôn. Rồi bây giờ kết thúc cái mối tình thứ hai tới bây giờ là được bao lâu rồi? Cũng được 3 năm rồi. Rồi tại sao 3 năm qua cũng không có được mối tình mới nào nữa hả? Lý do tại sao vậy bạn? Lý do là tại vì em không có tin tưởng nữa, hay là em cảm thấy em buồn quá, em không muốn nữa. Sau này thì em mua nhà rồi, em sống riêng một mình rồi, tự nhiên em thấy buồn rồi, em cần có một người bạn. Nên em xin đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Wow, dạ. Trải qua hai mối tình 11 năm anh Linh. Dễ sợ luôn. Anh có mối tình nào sâu đậm mà kéo dài không năm không anh? Có một mối tình đậm với một cô Việt kiều ở bên Mỹ. Dạ. Nhưng mà không đến được tại vì cô ta bắt tôi chờ đợi quá lâu. Chờ đợi bao lâu? Chờ đợi khoảng chừng 4 năm. Vậy thì ngọn lửa tình yêu nó tắt liệm trong anh hả? Nhưng mà tôi cũng cố gắng bằng các ca khúc cho tôi sáng tác để có gì hâm nóng lại cái ngọn lửa tình yêu trong lòng mình. Anh ơi, bên đây cũng cần hâm nóng lại và bên đây là thích nghe đàn nghe hát. Bây giờ anh trổ tài luôn đi anh, thử coi có hâm lại nóng được chút nào rồi mình trò chuyện tiếp anh ơi. Bây giờ tôi xin hát cái bài Tình Yêu Tuổi Ngày Thơ, viết về mối tình đầu tiên. Sáng ấy tôi thấy em đạp xe trên con đường dài, mảnh nón nghiêng nghiêng ép, tóc em bay vờn trong nắng mai. Tà áo trắng, nét thơ ngây, làng môi xinh xinh mỉm cười. Đôi chân ngà, nâng gót nhẹ, tâm hồn bao ước mơ. Tay nâng niu cặp sách mới, đi tung tăng lòng phơi phới, bước chân đến trường lòng ai thêm vấn vương. Anh như mây hồng trong nắng, em như một cành lan trắng ngát hương cuộc đời. Lòng ơi ta lắng nghe, la 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 la. Nói chung là nhạc sĩ ở đây hát không có hay bằng ca sĩ. Quyền Linh cũng không, và các bạn thông cảm. Chủ yếu là cảm xúc anh à. Hát sao tự nhiên nó vui đời, yêu đời quá nhỉ, vui tươi quá nhỉ. Dạ, mời anh ngồi đi anh. Cảm ơn anh. Anh muốn tìm người bạn gái như thế nào? Người bạn gái đó tính tình hiền, dịu dàng, trung thủy, biết quan tâm đến mình và mọi người. Điều gì anh không thích ở người phụ nữ? Người phụ nữ là giả dối, bắt cá, nhiều tay, tính toán về vật chất, không trung thủy. Anh, nhưng bây giờ nếu mà kết hôn á thì mình sống ở đâu anh?
À, có tôi có nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là có một cái nhà riêng ở xã Phú Chuông, Nhà Bè. Dạ. Căn nhà cũng có tất cả 4 phòng ngủ. Thì của mình anh mở anh ngủ với ai? Thì bây giờ đang chờ, nói đàn ông xây nhà thì phải có đàn bà xây tổ ấm. Căn nhà nó hoàn toàn trống rỗng, nội thất chưa có gì hết. Bây giờ chờ một cái bàn tay để xây tổ ấm. Dạ. Bây giờ ví dụ đám cưới là chừng nào anh đám cưới được? Nói chung càng sớm càng tốt. À, nhưng mà anh có khuyết điểm gì không anh? Có chứ, khuyết điểm thì ai cũng phải có hết. Khuyết điểm nhiều lắm, đôi lúc cũng lê mê, nóng tính, nhiều lúc mình hay lãng trí nữa. Thôi bây giờ em hỏi anh câu cuối đi, em về bển nè. Anh thích cái mẫu người bạn gái giống như ai? Cái mẫu hình, mẫu lý tưởng của anh nè. Mẫu lý tưởng á? Dạ. Thì gương mặt nói chung là thánh thiện, phúc hậu như hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Và tính bản lĩnh, vui vẻ giống như Cát Tường. Ồ, dạ cảm ơn anh. Để em về em coi lại coi có giống hoa hậu không. Em gái ơi, em hỏi thiệt em gái nha. Dạ. Mình có ngại về tuổi tác gì không em? À, dạ không ạ. Tại vì em 37, anh 53 thì cũng phải là chênh lệch nhau vừa lắm thôi. À, mình giới thiệu cho anh nghe một tí xíu nữa về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em là hiền, thích cuộc sống gia đình. Còn những cái mặt còn hạn chế của mình? À, mặt hạn chế của em là em rất nóng tính ạ. Vả lại nấu ăn của em không được khéo lắm. Chỉ nấu ăn ngang chừng mực gia đình thôi ạ. Vậy là tốt lắm rồi. Dạ. Nhưng mà em mới nói nóng tính, anh mới cũng nóng tính rồi sao? Em cũng thấy vậy đó. Ai nhường ai anh? Thì lúc mà người vợ mình mà nóng tính á, thì mình phải nguội. À, mình phải im lặng. Đợi khi cô ta nguội rồi á, thì lúc đó hai vợ chồng mới tìm cách để nói chuyện với nhau. Dạ. Giàn hòa. Có thể giàn hòa bằng một nụ hôn. À, nha. Nhưng mà tính hỏi em là em có biết nấu bún bò Huế không? Anh thích ăn bún bò Huế lắm. Dạ có biết ạ. Dạ đúng là sở thích của anh hợp tính với anh đó. Hôm nay anh đi có người thân nào đi theo anh không anh? À, có hai người bạn nhạc sĩ á, nhạc sĩ Nam Vũ với nhạc sĩ Dũng Phạm á ở dưới. À rồi chào hai anh, nãy giờ nhìn dưới là em cũng nghi nghi rồi. Vâng, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bạn anh vui tính quá. Anh nhận xét về bạn mình như thế nào? Dạ thì bây giờ nó như vậy anh Quang, vì nghệ sĩ mà do đó là hơi lãng mạn. Sau này có gì đó thì chịu khó là chấp nhận cái tính lãng mạn đó, tại vì lãng mạn nó không có phải lúc nào nó cũng đẹp như người ta nghĩ là cái từ lãng mạn đâu. Và tôi là bạn của anh Quang, tôi thấy là cái cô bạn bên đây thì thấy là cô này cũng là dễ nhìn, phúc hậu, biết nấu ăn món Huế. Tôi biết là anh rất là thích ăn món Huế. À, cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. À, còn bạn thì sao, bạn có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi một mình ạ. Có lẽ để em qua em xem bên đàn gái thế nào anh ha. Rồi qua em thông báo với anh. Bên kia là Thái Quang, bên đây là Thái Nguyệt. Hai người thương quá trời luôn vậy đó. Dạ. Nãy giờ nghe anh nói cảm nhận thế nào? Em cảm nhận một người đàn ông em muốn tìm. Rất là vui. Dạ. Nhìn anh dễ thương lắm. Dạ. Rất là yêu đời. Dạ. Ha. Từ một người mà vui tính mà yêu đời thì người ta sẽ rất là dễ tính. Dạ đúng rồi. Dạ. Nghĩ là bây giờ cho hai người gặp nhau đi anh Linh ơi. Cho hai người gặp nhau đi. Gặp lại hát một bài tình ca nào nhẹ nhàng ha. Kéo màn. Chào em. Dạ. Anh xin gửi tặng em một món quà. Dạ em cảm ơn món quà. Đây là cái album nhạc của anh. Dạ. Anh nhận thấy em có một khuôn mặt rất là phúc hậu, dịu dàng, mũm mĩm. Dạ. Nhưng mà rất là vui vẻ. Quan trọng nhất là sự phúc hậu á. Anh nghĩ em có một cái chiều sâu tâm hồn rất là phong phú. Em có chiều sâu tâm hồn nhưng mà tính em ít nói á. Những người ít nói thường nói nhiều ở trong tâm hồn. Anh hát tặng cô ấy một bài gì lãng mạn nhẹ nhàng thôi. Bây giờ anh xin hát một bài là trong cơn mơ người tôi yêu lại đến. Đến cùng tôi trong giây phút ban đầu. Tôi ngắm nàng nhìn đôi mắt bồ câu và thấy cả muôn màu muôn sắc thắm. Đêm hôm qua nằm mơ anh thấy em. Em xinh tươi như anh khen mỉm cười. Đôi môi em yêu như nụ hoa vừa hé nở. Mai hồng liền thơm ngát mùi hương. Anh say sưa nhìn em đôi mắt mơ. Đi bên nhau cùng nhau bước thân thơ. Anh như mây bay và em như làn gió nhẹ. Em xinh đẹp như tiên nữ trần gian. Hay quá. Cảm nhận thế nào? Em cảm nhận em rất thích bài hát của anh ạ. Anh ơi cho em hỏi một câu này. Anh ở Giờ Bà dạy em, nhà của em ở quận 12 dạy. Anh có về thăm em không? Anh có chụp quen em không? Nói chung ở thành phố Hồ Chí Minh là chỗ nào cũng được hết em. À dạ. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu thật tình cảm. Sau đó mình tiến hành bấm nút. Anh hy vọng kể từ giờ phút này chúng ta sẽ tìm hiểu để đi đến với nhau.
và cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Ý của em như thế nào? À, em cũng mong rằng như vậy. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Rồi. 1, 2, 3. Anh bấm gì nữa, nãy em chưa đếm anh bấm rồi. Ủa đồng ý rồi đó, đồng ý hẹn hò đấy. Ngoan à. Tay gì anh, quán gì? Tôi chưa đếm mà anh bấm mất tiêu rồi anh. Không, tự nhiên cái nút nó nhảy quá, không biết thì sao. Anh có thể hôn cô ấy cái hôn đầu tiên. Ý em thế nào? Thấy sao anh? Thấy sao anh? Nụ hôn nó như thế nào? Nụ hôn nó ngọt ngào, nó ấm áp. Chị thấy thế nào? Em thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc. Chương trình sẽ tặng cho anh chị những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc anh chị có những buổi xem phim thật là hạnh phúc bên nhau nha. Dạ, em cảm ơn anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Gửi tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn anh chị. Chúc hai chị hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn Nguyễn Linh, Cát Tường. Dạ. Dạ, mời anh chị. À, chúng em quen nhau từ năm học mẫu giáo anh. 4 tuổi ạ. Mấy? 4 tuổi. 4 tuổi ạ. Mẹ em vừa bắt em là cuối năm nay phải lấy chồng á. Nếu mà không lấy thì bắt lấy ai lấy đại luôn. Hả? Dễ thương quá. Cô gái thấy rất hạnh phúc là quá tuyệt rồi. Hy vọng rằng đây là bến cuối cùng. Hy vọng vậy. Hay. Bây giờ là chúng ta sẽ hoàn thành được một cặp đôi rồi. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem có làm cho các tường và Nguyễn Linh hồi hộp như vậy hay không. Hả Mang? Mời bạn nam. Chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Ngồi chào chị Cát Tường. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn ngồi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Cường Linh, chào bạn trai bên kia. Chào bạn. Rồi, em tự giới thiệu tên mình luôn. Dạ, em tên là Liên. Hiện tại em đang làm kế toán. Liên bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Em quê ở Lộc Ninh, Bình Phước. Rồi, mời bạn giới thiệu tên mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Đô, quê Thanh Hóa. Đô hả? Dạ, đô ạ. Đô la hả chị? Ồ, có đô la không? Hay là đô con? Đô bao nhiêu tuổi đô? Dạ, em năm nay 28 tuổi chị ạ. 28 luôn. Nghề nghiệp của em là trưởng quầy trong siêu thị Aeon Nhật Bản. Trưởng quầy là sao hả bạn? Là mình phụ trách quản lý nhân viên, quản lý hàng hóa và giải quyết những cái khẩn nguy khi khách hàng nào gặp lên gì đó. Dạ, vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào 8 năm vậy. 8 năm rồi, dạ. Ở đây với ai? Em tự vào đại học mà ở một mình. Ở một mình, dạ, ở trọ hả? Ở trọ. Rồi, bạn trải qua mấy mối tình? Dạ, em trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối tình rồi hả? Dạ. Mối tình dài nhất bao nhiêu? Mối tình chính thức và sâu đậm nhất là đó là mối tình đầu của em. Chúng em quen nhau từ năm học mẫu giáo anh. 4 tuổi ạ. Mấy? 4 tuổi. 4 tuổi ạ. Cái đó cũng tính là mối tình đó hả? 4 tuổi biết yêu. Vì em với cô học cùng mẫu giáo cùng nhau. Em hồi nhỏ thì em hiền lắm. Đi học có bị bắt nạt thôi, cô đến già bảo vệ, như thể siêu nhân bảo vệ em. 4 tuổi bảo vệ em luôn. Ừ. Lúc đó em cảm giác làm sao? Em rất ngưỡng mộ. Rồi sao nó lên từ... Sau bắt đầu từ lên cấp 1, em thích. Bắt đầu lên cấp 2, năm lớp 7 bắt đầu em viết thư. Lớp 7 viết thư tình rồi đó, dạ, hả? Vâng. Dữ dội ta. Sau bắt đầu chính thức yêu nhau là năm lớp 10 anh. Rồi chia tay nhau năm lớp mấy? Chia tay nhau cuối năm đại học. Chà, một mối tình dài quá dài. Dạ, vâng. Nhỉ? Bây giờ còn vương vấn gì không? Dạ bây giờ hết rồi anh. Cái gì đến thì đến, đi thì đi thôi anh. Rồi, bạn gái mình giới thiệu về mình một chút xíu đi. Dạ, ưu điểm của em thì bạn bè hay nhận xét em là người vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, chăm chỉ. Nhược điểm của em thì em hơi thẳng tính chị. Thích hay không thích em hay thể hiện ra bề ngoài của em á. Để cho bụng chi cho nó mệt, nó thẳng cho nó khỏe. Nhiều khi thẳng tính quá người ta hay ghét mình đó chị. Không có đâu. Nhưng mà 28 tuổi được bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi chị. Một mối tình là chính thức, một mối tình đơn phương. Vậy thì bao lâu rồi chưa có bạn trai? Lâu lắm rồi chị, chừng 2 năm. Tại sao trong thời gian qua mình cũng không có tìm được người nào? Dạ tại vì môi trường làm việc của em á thì mấy anh có vợ hết rồi. Với lại em thì đi học buổi tối nữa, không có tiếp xúc được với nhiều người á chị. Bạn làm nghề kế toán mình thấy mình có khô khan quá không? Cũng hơi khô khan xíu. Còn muốn người bạn trai như thế nào? Em muốn bạn trai em thứ nhất là về ngoại hình á, cao từ 1m67 đến 1m7, biết quan tâm đến gia đình. Bạn trai thấy đáp ứng được nhu cầu của bạn gái bên kia không? Dạ em đáp ứng khoảng 90% đấy anh. 90% luôn hả? Tự tin quá ha. Vì em sống tự lập từ nhỏ rồi, nên những công việc như thế là đi chợ nấu ăn hay là việc nhà thì em làm đều làm sẵn sàng làm hết. Nhưng mà 28 tuổi gia đình có thúc ép gì không? Dạ hối lắm chị. Mẹ em giờ bắt em là
Cuối năm nay phải lấy chồng á. Nếu mà không lấy thì bắt lấy ai lấy đại luôn. Hả? Căng thẳng dữ vậy hả? Dạ. Em bị stress nặng luôn đó chị. Mẹ em bắt em phải lấy chồng trong năm nay. Sao kịp? Anh năm nay cưới được anh. Cuối năm luôn em ơi. Bị trời stress luôn. Dạ. Vì lấy chồng không được mà bị stress dạ. nặng. Trời em. Lấy ai cũng được hết trơn hả? Dạ. Với đó là gia đình muốn thôi. Còn dạ. em mà lấy ai cũng được có được không? Dạ không. Em hơi khó, hơi kén chọn xíu. Nhưng mà nếu gia đình ép quá bắt lấy luôn thì sao? Bởi vậy mới cần chương trình này là anh lên gặp để cưới anh. À, cưới liền luôn hả? Dạ. Dứt khoát mấy năm nay. Dạ. À, cái vụ này hay rồi nha. Coi như tính trước là làm thiệt rồi đó. Dạ. À, nhưng mà rủ mình lấy sớm quá mình về mình không hiểu nhau rồi sao? Nó lòi ra tùm lum thứ. Em nghĩ là tăng tốc thời gian gặp nhau nhiều hơn. Anh sẽ chủ động em tuần gặp nhau một lần hoặc là hai lần. Tuần gặp nhau lần hai lần được ít quá. Ít quá hả? Một cái vấn đề cũng nhạy cảm anh muốn hỏi em nè. Dạ. Bây giờ muốn tăng tốc như vậy, muốn hiểu như vậy, người ta thường chọn một cách nhanh. Sống nhanh, tức là sống thử đó, để hiểu nhau nhanh hơn. Thì em nghĩ thế nào? Dạ em không sống thử á. Muốn nhanh mà không chịu sống thử. Dạ. Nhanh tức là mình gặp nhau nhiều quá chị. Lúc đi chơi hoặc đi ăn uống là mình biết được tính cách của người ta liền rồi chị. Em có tật xấu gì không? Dạ tật xấu của em là em khóc lớn lắm anh. Khóc thiệt là lớn luôn á. Có lần em khóc người ta tưởng em khùng luôn á. Khóc lớn quá. Chuyện gì mà khóc dữ vậy? Dạ tại chia tay người yêu đầu tiên. Thử cái tiếng lớn là lớn sao em? Tại đang vui sao khóc được chị. Trời ơi, dễ thương à. Dạ, bên đây là muốn, được lắm dễ thương nhưng mà muốn lấy vợ liền đó. Em có nôn nóng lấy vợ không? Dạ có, nếu được thì cuối năm nay luôn. Hả? Cuối năm nay luôn. Cuối năm nay luôn á hả? Bây giờ nè, trước khi chị qua chị coi mặt ảnh nè. Hỏi cái vụ cưới hỏi nè. Rồi điểm nào em không thích ở người bạn trai? Hô với lại con mất lương á. Hô. Mắt lương là sao? Mắt lương là mắt hí á, mắt nhỏ. Quan trọng trái tim thôi, quan trọng như mắt. Trời ơi, chết rồi. Mắt lương, có mắt lương. Hô, có hô. Ốm, có ốm. Còn gì nữa không? Làm luôn coi. Gì nữa? Dạ hết rồi chị. Hết rồi hả? Dạ. Mập được không? Dạ được. Mập ôm chút không? Dạ hả? Em có đặt ra tiêu chuẩn bạn gái mình về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn chị, có khuôn mặt phúc hậu. Ừ. Vui vẻ và năng động. Bạn kia vui lắm, nhìn là cười à. Bây giờ bên đây ta có cái áp lực gia đình bị stress luôn. Là phải lấy lập gia đình sớm. Thì em cũng có áp lực gia đình nè. Bố mẹ nói là trong vòng một năm nay phải cưới vợ, đem về con dâu ra mắt cho bố mẹ. Thì em cũng nôn lắm rồi. Lấy nhau xong mình ở đâu? Hiện tại nếu lấy nhau xong thì thẻ thuê chung cư ở. Còn ở quê thì đã xây nhà xong hết rồi. À, nhưng mà ý bạn là muốn ở trong đây hay là muốn về quê? Muốn lập nghiệp trong này sau 50 tuổi là về ăn nhàn tuổi già là về quê. À 50 tuổi mới về quê, chuyện đó còn dài ha. Trước mắt là ổn định trong này trước. Dạ vâng. Rồi để mình hỏi cái vụ hói vậy nè. Ơi mà nó nghe nè. Mà tại sao mà hô không thích, hói không thích? Dạ em không thích chị. Móm được không? Móm chắc cũng được chị. Nhưng mà đừng có hô chị, không biết con trai hô. Hô hôn nó đụng hả? Vậy cái gì cũng được hết trơn, ảnh được hết hoàn cảnh giờ nè. 6 tháng cưới luôn nè, vừa ý mẹ em nè. Tao có hơi hô một chút thôi, làm gì ghê vậy? Vậy gặp mặt xem sao hả chị? Phải không? Hôm nay em đi có người thân như theo ủng hộ mình không? Dạ em có em gái với lại đồng nghiệp của em trong công ty đi á chị. Đâu? Dạ em xin chào cô chú và quý vị khán giả. Thì em thấy anh này cũng được anh. Quan trọng là tính cách hợp với nhau hay không chứ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 18 tuổi. Trời ơi tưởng đâu nhỏ hơn, không có được nhận xét gì tình yêu đâu nha. Rồi cho con gặp anh lớn lớn chút đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Anh thấy cái anh bên đó là sao? À, theo nhận xét của mình này, từ chị Liên cũng yêu cầu về chiều cao, là chiều cao là ok đó. Thế này dễ thương không? À, dễ thương á, có ý chí tự lập. Rồi cảm ơn bạn. Bạn trai có đi với ai không? Em xin lỗi vì em có một bạn thân nhưng mà bạn có chuyện đột xuất nên không đi. Những khuyết điểm, ưu điểm của bạn thế nào? Khuyết điểm là em hơi nóng tính. Có chuyện gì em hay bộc lộ ra ngoài nói thẳng cả. Rồi bắt đầu xong đâu đó thì thôi, chứ không để lấp bụng để lâu. Với em có khuyết điểm là tối về đi làm về nấu cơm ăn thì em vừa ăn cơm vừa xem bộ phim Doraemon. Cái gì? Phải của Doraemon. Dạ đúng, nó xem Doraemon bởi vì cái nhân vật Nobita là giống ngày xưa. Còn cô Suzuka là giống bạn nữ ngày xưa của em, là hai bảo vệ Nobita. Nhưng mà sao bây giờ có người yêu mới thì xem phim đó nhớ người yêu cũ sao được? Dạ không, không em không có nhớ thì bạn đấy chỉ là em muốn trở lại tuổi thơ rồi thôi. Chứ không có nhớ thì nhung gì nữa. Rồi, vậy chắc chắn không nhớ ha. Dạ vâng. Rồi, chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Kéo màn lên. Chắc chắn nha, chứ bên đây mà nghe nhắc tới bạn cái cũ tao không vui không rồi có đó. Suzuka với Nobita gì nữa nha. Kéo màn. Mời hai bạn. Anh có quà tặng anh. Cảm ơn. Mình sẽ biết được hỏi trước nhé. Dạ. Sau khi nghe anh mình chia sẻ và cảm nhận ánh mắt đầu tiên thì bạn nhận cảm nhận như mà về mình.
Anh thấy anh cũng được. Được bao nhiêu phần trăm ạ? Được 70%. Còn về anh thì trước cái nhìn đầu tiên anh đã có cảm tình với em rồi. Ví dụ mình anh làm việc á, sau này anh muốn làm việc ở Bình Dương hay là sao anh? Anh định làm việc Bình Dương nhưng mà hiện tại em công tác ở đâu? Dạ ở thành phố ở Quận Nhất á. À, thì nếu em ở trên này thì anh cũng có thể chuyển về lên này làm cùng em luôn cũng được. Là chuyển được đúng không anh? Là chuyển được. Anh có hay đi du lịch gì không anh? À, anh thích đi dọc bụi đó, đi về những vùng quê dân dã. Có hơi hô thiệt mà. Không hô lắm chị. Mà có hô mà. Không hô. Trời ơi, cô muốn chồng dữ vậy, cô dễ dãi quá vậy. À, cho anh phép hỏi em một câu, em quan điểm thế nào về bữa cơm chiều của gia đình? Em thấy bữa cơm chiều hoặc là bữa chiều tối thì bữa cơm rất rất quan trọng. Ví dụ như là cả ngày mình đi làm về á, gặp nhau thì mình nói chuyện với tình cảm hơn. Em thích là gia đình ăn chung với nhau, ăn cơm với nhau. Đúng rồi, anh thế. Thôi anh mới đi làm về thì anh đều đi chợ và nấu ăn. Dạ. Cho dù không có ai thì anh muốn đi chợ nấu ăn mình. Việc nhà thì anh làm được hết, giặt đồ nấu ăn, nói chung là lau nhà thì anh là làm. Người anh lấy ví dụ cưới nhau về có làm dâu không anh? Tạm thời làm dâu à, dâu chắc là sau 50 tuổi về làm quê. Thì bây giờ hiện tại mình làm việc trong ngày mà. Còn khi nào về tuổi già nhà thì về đó. 50 tuổi còn làm dâu ấy nổi. Thấy sao? Thì cũng có cảm tình. Thấy tim mà... mình nó có rộn ràng không? Dạ rộn ràng là chưa có rộn ràng lắm. Tại bây giờ anh làm là... sao cho ta rộn ràng coi. À, em muốn đọc tặng bà nữ 4 câu thơ. Rồi. Ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bát tràng để xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng dựa chân. À, anh hy vọng là chúng mình sẽ cho nhau một cơ hội để có thể nếu có duyên nợ thì chúng mình sẽ đi đỡ cuối con đường này. Em có đồng ý cho anh rửa chân không? Em cũng thấy hơi thích thích. Hơi thích thích rồi. Thôi vậy được rồi. Từ từ nó sẽ là thích thật. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1. Chúng ta 2 rồi mà còn 1 lại nữa. 3. Hết thời gian. Không biết bấm chỗ nào. Rồi, hãy nắm tay bạn gái đi. Lấy hãy tạo cơ hội đến với nhau. Cưới luôn nha. Nãy người ta nói là một tuần lần, hai lần hơi ít đó nha. Cố gắng tăng tốc lên nha. Dạ vâng. Để ba mẹ là quyết định là phải từ đây tới cuối năm phải cưới đó. Dạ vâng. Tôi cũng quyết định là cũng dự đám cưới luôn đó. Vậy khi nào mà đám cưới em sẽ mời các anh chị trong ban tổ chức chương trình. Nhớ nha. Dạ vâng. Báo gấp nha. Dạ. Rồi đây, những chiếc vé xem phim để các bạn sẽ có không gian thật là lãng mạn đến với nhau. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hãy dìu bạn ấy đi xem phim. Dạ, cảm ơn chương trình các anh chị. Dạ. Chúc một cuộc tình nhiều lắm. Không để bút. Thôi bây giờ thì bà Mai đã vào vị trí của mình rồi. Nhưng mà cô gái vẫn chưa xuất hiện. Quý vị hãy chờ trong ít phút nha. Rồi ghế đây. Bạn trai mình mở mặt nạ ra đi cưng. Bây giờ thì cả hai bạn đã vào vị trí của mình rồi nha. Cách nhau có một cái cửa trái tim thôi. Bây giờ hai bạn nói lớn lớn lên cho đối phương cùng nghe được nha. Mời em gái giới thiệu trước. Dạ xin chào chị Cát Tường, chào bạn nam phía bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Hoài Thu. Năm nay em 23 tuổi và em quê ở Gia Lai. Hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm giáo viên ạ. Em dạy ở quận Bình Thạnh ạ. À, giáo viên dạy lớp mấy? Dạ giáo viên tiểu học ạ, dạy lớp 4. Giáo viên tiểu học lớp 4, cô giáo từ Gia Lai vào. Thì em chào chị Cát Tường, em là Nguyễn Phúc Hoàng, thì em sinh 1992, thì em cũng đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, quê gốc em ở Tây Ninh. Làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên bán hàng bên lĩnh vực kinh doanh bất động sản. À, bất động sản. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì giao tiếp với tạo thiện cảm với người khác. Còn điểm yếu của em tính em thiệt thà quá. Gần đây nhất là bị bà chủ trọ lừa lấy hết mấy trăm ngàn tiền cọc. Bà chủ trọ nào mà chứ ác vậy, lừa mấy trăm ngàn tiền cọc của em vậy? Tại vì người ta kinh doanh không có tâm á chị. Ngoại hình của em bị mấy bạn đồng nghiệp hay là mấy kia nói em trẻ quá nên... Tao nói mình trẻ quá rồi mình làm sao? Chúng chứ em có thử để râu nữa chị. Nhưng mà để râu thì nó cũng già xíu nhưng mà cảm giác nó không phù hợp với môi trường kinh doanh. Nó không gọn gàng á, khách hàng người ta... À, để râu dài luôn hả? Không, để giống vậy đó chị. Chứ không có... Sao tự nhiên bữa nay để? Tại hôm qua để ngắn nhưng mà tối ngủ không được á, nôn nao quá.
Trời ơi, là coi như ngủ một đêm ngủ không được là coi như râu nó mọc dài ra đó hả? Dạ đúng rồi. Em thích con trai có râu không em? Dạ không. Không hả? Ý là có nhưng mà phải cắt kiểu như là mình phải gọn gàng xíu. Râu cỡ nhiêu thì được? Thì chị không để vuốt như vậy. Kiểu như là vuốt nhìn nó hơi dơ dơ, cái kiểu như là không đàng hoàng lắm. Chút xíu đây em vuốt thử nha. Dạ. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì hiền, hòa đồng, dễ thương với mọi người. Ví dụ gặp người lạ thì mọi người có thể mến em ngay lần đầu. Nhưng mà cái hiền đó thì đôi khi là ưu điểm nhưng mà cũng là cái nhược điểm của em. Quá hiền thì có một số việc thì có hay bỏ qua cho mọi người á, với lại dễ tin người đó. À, tình trường thì sao? Em thì nói chung yêu cũng nhiều nhưng mà mối tình chính thức cũng một người à chị. Tại yêu vì... cũng nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Đúng rồi, tại vì em mục tiêu của em là công việc, sự nghiệp trước. Tình yêu em không có đặt nặng lắm. Nhưng mà đến cái tuổi phải lập gia đình á em... Bây giờ tới tuổi lập gia đình chưa? Em nghĩ khoảng 30 đổ lại là hợp lý chị. Nếu như mà 31, 32 thì nó cũng hơi chậm một xíu. Ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Nhà ba mẹ hay xem cái chương trình này á, nên em thấy nó cũng thú vị. Thấy mẹ đang xem kiểu mẹ cũng muốn con mau sớm gặp gia đình. Tại vì nhà cũng có hết gia đình hết rồi, còn của mình em. Nên em cũng đăng ký. Đăng ký cho vừa lòng mẹ? Không phải, với đăng ký chứ mình cứ tìm kiếm cơ hội chị. Đâu nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Trong năm nay hoặc cuối năm hoặc là sang năm 30 cũng được. Em sao? Em nghĩ là tuổi đẹp là khoảng 25. Nhưng mà bây giờ công việc của em thì nó cũng bắt đầu ổn định. Thì nếu mà hợp với nhau được á thì tiến tới hôn nhân cũng được. Người nói muốn năm sau, người nói bữa nay 23 mà muốn 25 cũng có 2 năm nữa. Bây giờ sớm hơn cũng được là vô rồi. Quý vị khán giả thấy được không quý vị? Thấy cặp đôi này hợp lý không quý vị? Nhanh nhanh bình luận đi nha quý vị nha. Tình trường của em sao nè? Dạ em thì trải qua 2 mối tình. Nhưng mà nó cũng thoáng qua chứ không phải chính thức là kéo dài lắm. Thoáng là bao lâu? Thoáng qua là có một mối tình đầu thì khoảng 5 tháng. Rồi cái mối tình gần đây thì hơn 2 tháng thôi. Sao lẹ quá vậy, chóng vánh quá vậy em? Em á thì thường là mến ngay cái nhìn đầu tiên, là em kiểu như là hơi mê trai chút xíu. Mê trai đẹp á, em nhìn là có cảm tình là tăng thiện. Chóng thèm mau chán hả? Dạ, kiểu như vậy á chị. Trời, thiệt luôn á hả? Em nói vậy anh này nó sợ sao em? Nhưng mà biết đâu thì anh cứ gặp em thì nó lại khác phải không? Cũng phải tùy đối tượng. Hai bạn mà nếu nói về kế hoạch kết hôn là thấy hợp lý rồi đó. Nhưng mà chị thấy em có vẻ hiền quá ha. Em nói vậy? Ừ. Tại vì cái thần thái em nói vậy hiền hả chị? Thấy hiền quá à. Thôi đó, em cũng thấy rồi. Đi cô gái thì sao? Thấy hợp rồi, em mới quen rồi không ấy thôi, chứ em quen nhiều tốn thời gian, cảm giác mệt mỏi thêm chị. Rồi vậy em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Nói chung cũng hiền, vui vẻ, đảm đang, giống như kiểu chị Ốc Thanh Vân, dịu dàng kiểu chị Như Quỳnh, vui vui kiểu chị Diệu Nhi, và cá tính kiểu Miu Lê chị. Trời ơi, gom 4 người đẹp đó vô đó hả? 4 trong 1. Em nghe cái tiêu chuẩn của ảnh em thấy sao? Chỉ có nghe khúc sau thôi, đoạn đầu em không nghe rõ. Giống Ốc Thanh Vân nè, rồi giống Diệu Nhi nè, Như Quỳnh, rồi Miu Lê hả? Đó, 4 cô đó đó, em thấy em giống cô nào ở chổng hay là giống hết 4 cô? Em không giống cô nào hết anh ơi. Tính tình thôi, em ngoại hình nó cũng tương đối thôi chứ chị. Không mập quá, không ốm quá, không xấu quá, không nói nhiều quá là được rồi. Chứ đâu, em đâu có... Khó quá, muốn năm sau lấy vợ mà khó quá. Thôi được rồi, đó là cái quyền của người ta đúng không? Dạ. Rồi em có tiêu chuẩn của mình không? Em thì tiêu chuẩn đầu tiên thì cũng phải dễ nhìn chút. Đẹp trai thì càng tốt, cao hơn em tầm khoảng 1m7 là được. Với lại là nói chuyện đàng hoàng chuẩn chạc, mà không có quá lố lăng, với lại nói chuyện vô duyên chút xíu là em không thích. Đừng có cơ bắp. Tại sao không cơ bắp? Người ta thích cơ bắp mà em lại không thích cơ bắp. Em thích nó nhỏ nhỏ, cái tay thon thon cho nó. Nhỏ là nhỏ hết luôn á, nhỏ nhỏ là cái gì cũng nhỏ. Rồi ngoài cơ bắp ra còn tiêu chuẩn gì nữa không? Tiêu chuẩn thì cái mẫu người lý tưởng của em đó là diễn viên Minh Luân. Trời ơi, sao mấy người này toàn tưởng tượng đâu không, xa quá, xuống thấp đi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây nè, chúng ta diễn tả bây giờ nè. Cao thấp mập ốm đó, muốn cái gì vòng 1, vòng 2, vòng 3 đã nói là tôi kiểm tra, chứ bây giờ nói giống mấy diễn viên khác không, khó quá. Có tiêu chí gì không? Trắng, da trắng một chút, dễ nhìn. Trắng bờ đơ đó. Ngông ngông cũng được á. Thấy không? Đó, điều gì em ghét nhất ở đàn ông? Em không thích ở đàn ông? Em không thích là cái tính hơi nói nhiều, quá kỹ tính. Kiểu như là phụ nữ thì có nhu cầu kiểu như là chi tiêu bên cái khoản mà quần áo hay là sắm sửa này nọ, thì anh thoáng thoáng chút xíu cũng được. Thoáng thoáng chút xíu không?
bạn gái thì khi sắm sửa quần áo rồi vậy đó. Phụ nữ phải làm đẹp thì đúng rồi, phụ nữ sinh ra để làm đẹp. Đúng rồi, làm đẹp là cho mình ngắm đó, tôn trọng mình đó, đúng không? Thôi bây giờ như vậy, mọi người thấy không, nãy giờ một cái cuộc tranh luận cũng rất là sôi nổi ha. Nội đưa ra cái tiêu chí cái chọn người yêu không mà thấy nhức đầu rồi. Mọi người thấy anh này có giống diễn viên Hàn Quốc gì không? Còn cô này giống ai trong bốn người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng của showbiz mình? À, mọi người hãy đưa ra bình luận của mình nha. À, có hình ảnh gì không các em? Đâu đâu cho chị coi. Dạ có. Em có cái mày gì? Tôi coi coi. Cao thấp mập ốm. Trời. Rồi, lựa chọn đi, cổ là ai? Em hình này là gì? Ở đông quá vậy, làm sao mà người ta lựa? Có hai hình, một hình dễ, một hình khó thì. Trời, tôi còn chưa thấy ổng đâu luôn á. Ủa em đâu? Em đứng đây nè. Cái gì? Ủa sao giống vậy chứ trời? Tại vì ổng chưa cắt cái tóc hay vậy. Trời ơi, thôi thôi, chọn đi cưng. Dạ, cảm ơn chị. Có chưa? Có rồi chị. Đâu? Để cho này. Được. Cầm đi để một lát coi đúng không. Có chứ em, sao đâm chiêu quá vậy cưng? Nhiều người quá. Bây giờ em cho người ta một cái gợi ý đi. Hình em nhiều người quá. Một cái gợi ý cho cô dễ nhận. Lấy cái hình ít người á chị. Cái hình ba người á. Mặc áo màu gì anh? Em lật qua cái hình này. Có cái hình này đừng lật qua bậy bậy. Chúng hình bạn gái của ảnh đó nha. Đây. Đó, hình ba người này đó. Kiếm đi. Có hai chàng trai thôi. Chọn đi. Đúng ở giữa. Ở giữa phải không? Rồi. Để đó đi, coi có phải không. Bây giờ tôi mở trái tim ra nha. Coi kiểm tra coi mình đúng không nha. Quý vị ơi, hai bạn này đoán đúng hay không vậy? Quý vị có đoán đúng hay không? Đưa hình khó không mà cả nhà. Nhưng mà mấy người này giỏi lắm. 1 2 3 Thôi nhìn người đối diện đi, nhìn chào hình anh. Chi nữa. Ôi vậy em đoán đúng rồi. Nhờ cái hình ít người này em mới đoán được. Em gửi lại cho anh. Ê, mình đã lấy điện thoại người ta là mình phải bóc mẻ người ta chứ, mình đâu có trả lại được. Tôi vô Facebook tôi coi bữa nay đăng cái gì. Có Facebook thì hình dự án nhiều. Hả? Hình dự án. Hình dự án không à hả? Đúng rồi, tao buôn bán bất động sản nè, coi cái lô này rẻ không, có cái lô nào rẻ rẻ giới thiệu chị mua một lô coi. Điện thoại hình bất động sản không à. Lấy số điện thoại đi chị. Lấy số điện thoại nha, đất em bán ở khu nào vậy? Quận 2, quận 9, chỗ nào cũng có hết chị. Chị đang định mua ở quận 2 đó, em giới thiệu chị một lô nha. Dạ. Thành công rồi hả? Cái gì kìa, cái gì kìa? À, em có món quà nhỏ tặng cho anh ạ. Ok, cảm ơn. Này anh có quân sắt tặng. Dạ, cảm ơn anh. Giờ muốn rút rau ảnh không? Không, như này cũng gọn gàng. Lúc nãy chị Tường nói em tưởng hơi dài hai bên này. Là không thích dâu qua nó hả? Dạ. Vậy được phải không? Hay là để dài chút nữa vuốt cho nó vui? Chị đây được rồi. Được không? Giỡn hù em thôi. Vậy có cơ bắp gì không? Không, như này được. Ổn phải không? Dạ. Đúng chỉ tiêu đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt rồi. Bây giờ thì Tường sẽ cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn trò chuyện riêng tư với nhau chút xíu nha. Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn và cùng tâm sự. Mời hai bạn cùng thưởng thức món mì Ý mà chương trình đã chuẩn bị nha. Dạ. Hãy ăn nhưng mà phải tâm sự với nhau nha. Dạ. Ít phút nữa thì Tường quay lại nha. Dạ. Quý vị ơi, hỗ trợ hai bạn này tâm sự nha. Bây giờ mình vừa ăn vừa nói chuyện nha. Ok. Tôi mời anh. Nãy ký với cửa ra thì anh thấy em như thế nào? Cũng ok. Ok là như thế nào chứ? Anh nghe em nói rõ không? Tại vì hôm nay em bị khan tiếng á. Anh nói nghe rõ. Rõ. Lúc nãy em chưa nghe rõ là anh quê ở đâu à? Anh với Tây Ninh. Tây Ninh. Ăn đi em. Dạ. Em là ở trên Đắk Lắk hay không? Em ở Gia Lai. Dạ. Nhìn mặt cũng baby quá. Ủa, đúng rồi, chị Tường nói đúng rồi, lúc nãy em cũng đoán. Xong rồi, ủa mà anh đưa cái hình đó em đâu có thấy anh trong cái hình nào đâu. Tại vì đứng khối sau, nó hơi quốc chị. Chiều em có phải đi dạy không? Dạ có. Cô gái chịu phải đi dạy hả? Dạ chiều là đi coi thi. Bận rộn quá ha. Mua bán nông sản thời gian cũng thư thả mà đúng không? Em tính hôm nay nghỉ buổi sáng không. Không nghỉ buổi sáng luôn quý vị. Nhưng mà cuối cùng phải nghỉ buổi sáng chiều.
Phải nghĩ đi chứ, còn tập trung vô mà tìm tình duyên chứ. Bây giờ á, tôi sẽ cho hai bạn chơi vài trò chơi với nhau nha. Bóc một cái lá bài trong này, nó yêu cầu như thế nào thì yêu cầu đối phương làm như vậy. Bóc mấy lá gì? Em muốn bóc mấy lá, bóc hết luôn không? Đọc lớn cho cổ đi, cổ trả lời. Em có tin vào tình yêu sẽ đánh không? Tiếp bạn trai thế nào sẽ hạ gục em cái nhìn đầu tiên? Em tin là tình yêu sẽ đánh. Ở tại mấy lần đó là em kiểu như là mấy cái mối tình mà em tan vỡ, em hay tâm sự với bạn em, nó mới nói thôi thì đợi cái tình yêu sét đánh nó đã rồi quen rồi cưới tôi chứ. Nhưng mà em sét đánh đợt đầu thôi, cái hồi em chạy phải không? Đánh em cái thôi sau đó em chạy đúng không? Tiếp bạn trai như thế nào sẽ hạ gục em ở cái nhìn đầu tiên? Gương mặt dễ nhìn và hơi thân thiện ngay lúc đầu thì em này, mặt này tình. Nhìn được không? Dạ được. Em mới mang lại thì em cũng có cảm tình rồi. Có đánh sẹt sẹt chúng như nào không? Dạ chưa. Chưa có làm mạnh lắm. Mà này có mưa chưa có sét. Bảo mưa chưa có sét. Rồi bây giờ mời em. Bộ phận nào trên cơ thể người phụ nữ anh thích nhất? Dĩ nhiên là gương mặt với mái tóc rồi. Thì đập vô giao tiếp đối diện gương mặt với mái tóc nó sẽ... Đâu có dĩ nhiên, có nhiều người đâu phải vậy. Dù người ta thích cái bộ phận khác. Cái đó xa xôi quá em không nghĩ tới. Chứ mấy ví dụ như ngồi qua đây nhìn vô mặt thấy ổn không? Dung cũng ok chị. Cũng ok. Ghét hồi nãy đòi hỏi bóc mấy câu, tôi cho bóc thêm câu nữa. Tại nãy em yêu cầu chứ bộ. Không, tại em không biết em hỏi trước. Học lớn lên. Em có thích những anh chàng mông cong ngực bự không? em thích mông cong nhưng mà ngực nhỏ nhỏ thôi. Ngực bự. Cô này cô đâu có thích cơ bắp đâu. Thích mông cong, mông cong là sao? Em diễn tả cho chị nghe coi. Mông nó tròn tròn, ấy là kiểu như mặc quần jean hay là quần tay thì nó nhìn nó đẹp đẹp chút. Đứng lên ngoài đây coi. Bỏ qua. Đứng lên ngoài đây coi. Em đứng qua đây. Đi chị. Mông cong không? Vỗ mông coi. Em bị lép nha. Lép tôi mới kêu qua đây đứng. Đó, mông cong. Rồi mông đi cho tôi. Cong không? Không. Không hả? Chết rồi giờ sao? Tại vì anh này hơi ốm. Chắc là không thể có mông được. Không thể có mông được hả? Có cải thiện được không em? Tập gym vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, ăn nhiều vô, tập gym đứng lên ngồi xuống cái mông nó to ra. Nhìn giống như lực sĩ vậy nè. Không, tập cái mông thôi. Cổ không có thích cái tai bự. Không thích ngực bự, em chỉ cần tập cái mông thôi. Không, bây giờ mỗi ngày về em bắt ảnh cứ đứng vậy hoài cho chị. Đó, ảnh về anh cứ đứng vậy nè. Anh cứ đứng hoài vậy cho chị, một ngày anh đứng tiếng hồ riết là cái mông ảnh nó cong ra hà. Em sẽ về đi tập mông. Tập trong nên á. Đứng làm thử cái không, không em đó tập gym thôi, tập có được vậy. Tôi không có kêu tập tay, tôi kêu tập mông thôi. Không, nhưng mà vô phòng gym sẽ có huấn luyện viên. Bây giờ tôi làm huấn luyện viên nè, đứng lên. Ồ, đứng lên. Khó quá chị, mới ăn bắt tập. Bây giờ tập cái động tác quay cái mông lại nè. Đó, đứng lên rồi đó. Dù phải dảnh cái mông ra đằng sau. Ok vậy. Cái mông dảnh ra đằng sau. Thẳng cái lưng lên. Đó, tập coi. Được không em? Có tiềm năng không cưng? Chắc là hơi lâu nó mới to được. Thôi khó quá, bỏ qua đi bé ơi. Thôi được rồi, thôi nhức đầu quá, dẹp vụ này đi. Chị hỏi thêm một vài câu nữa nha, cho tụi em thêm một vài cái cơ hội nữa. À, quan điểm của em trong tình yêu hôn nhân là gì? Tình yêu thì nói chung bạn nữ phải chân thành thì quan trọng nhất. Em có ngại làm dâu không? Dạ không, nếu mà làm dâu thì ở tới nhà anh luôn à. Đúng rồi, được không? Dạ được. Xuống có đi làm ở nhà, có cái chuyện có con cái, tại có mẹ chồng nhà em gì? Cũng ít người cho nên là em cũng thích là kiểu như cứ gần bố mẹ thì thích ạ. À. Em nghĩ trong gia đình kinh tế ai sẽ là người quản lý? Em quản lý bằng tiền không có tốt thì kỳ vậy, ra đường em vung xài tiền nhiều, gần em giữ tiền không tốt. Đưa vợ quản lý ha. Em muốn sanh mấy đứa con? Em hai đứa là được rồi. Nhưng mà cô giáo này nuôi dạy trẻ tốt lắm, yên tâm ha. Trước khi đến thời khắc quan trọng nhất thì chị Tường cũng muốn hai bạn hãy chia sẻ thật cái cảm xúc của mình khi mà cánh cửa trái tim này mở ra. Em cảm nhận như thế nào về cô gái này? Giống như cái ấy của yêu cầu của em với bạn nữ hiền thật thà thì em nói chung bạn thì thấy bạn làm giáo viên là bạn đã tốt rồi. Từ bây giờ trong lòng em có cảm xúc gì không? Có sự rung động nào chưa? Rung động với tình yêu nó cũng phải nhiều bối cảnh cảm xúc lắm, nhưng mà nói chung bạn thì nếu tìm hiểu thì sẽ ok. Còn em? Em thì nói chung là em nghĩ lâu nay là cái mẫu người thì anh ấy nhìn thì cũng khá là được. Thì em cũng có cái thiện cảm ngay ban đầu. Thì hy vọng là sẽ tìm hiểu rồi ấy. Em có thích ca hát không? Em cũng có thích,
mà hát nó không có hay lắm. Thích anh hát tặng cho em, tỏ tình với em. Dạ được. Em hát là gì? Giờ em không biết hát bài gì hết, nhưng mà để từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng nhiên dừng lại. Cuộc đời này dày thét bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu buồn vui. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Đừng hát tôi biết cái gì. Câu đó là chốt rồi. Từ lúc anh quen biết em là cả thế giới không ai bằng em. Được rồi, thưa quý vị, mọi người dự đoán như thế nào ạ? Mọi người dự đoán như thế nào? Còn Tường thì cảm thấy hai bạn này cũng rất là phù hợp với nhau. Hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi ạ. Cái nút bấm này á, nó rất là có cái giá trị ý nghĩa. Nó rất là quan trọng. Bấm nút là có nhiều người đã kết hôn mà tiến tới hôn nhân và sinh con đẻ cái. Không phải bấm chỉ để gặp gỡ, đi chơi, ăn uống một ly cà phê. Không phải vậy nha. Bấm nút khi chúng ta thật sự có rung động. Tình yêu không có nói chắc chắn được, nhưng ít nhất chúng ta phải cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa mà mình đang tìm kiếm. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta trong cái thời khắc này. Mình bấm nút, nhất là con gái nha. Bấm nút là trao cái duyên cho người khác nha quý vị nha. Xin mời quý vị hãy đưa ra cái quyết định của mình trong cái giây phút quan trọng này. Bây giờ mời hai bạn nhắm mắt lại. Sau khi giờ Tường đếm từ 1 tới 3, các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Đồng ý hẹn hò, bấm nút thật mạnh và giữ nguyên. Nếu không đồng ý, chúng ta hãy lấy tay ra khỏi nút bấm. Ở dưới thì khán giả đang kêu các bạn là bấm đi, đẹp đôi đó. Nhưng quyền quyết định là ở hai bạn nha. 1, 2, 3. Ôi, bấm rồi. Như vậy là phần đông ngày hôm nay khán giả đều dự đoán đúng, vì đây là một cặp đôi rất là đẹp. Và bây giờ thì Tường cảm thấy rất là vui vì đã làm tròn cái trách nhiệm của mình ngày hôm nay. Mời hai bạn về một phía, về một nhà, về đo mông. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em hôn lên mái tóc rồi chị. Không hôn đâu, em hôn. Hôn sao có vẻ nhón nhón vậy? Con trai này cao mà. Đẹp rồi, rất là xứng đôi. Cô giáo nè, được rồi đó nha. Cố gắng nha. Hai bạn hiền lành giống nhau. Có cũng gương mặt cũng có nét phu thê nè. Cái mũi rất là giống giống nè. Cái miệng cũng giống giống nữa. Có tin vui gì báo cho Tường biết nha. Dạ, có gì em alo chị. Alo ha, năm sau nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy là cặp đôi này đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi ạ. Tường xin tặng cho hai bạn, đây là một cái voucher 2 set cơm bò cay Hàn Quốc và đồ uống dành cho cặp đôi hẹn ăn trưa. Mời các bạn sẽ đến với nhà hàng Mr. Stick để thưởng thức món ăn tại đây. Bây giờ thì các Tường xin nói lời chào tạm biệt quý vị nhé. Đói bụng rồi, bây giờ phải đi ăn thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 10 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube của MTV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc, 12 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên FPT Play. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 12 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh FPT truyền hình IPTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Cứ là chính mình và có chính mình mới là quan trọng, thì người nào yêu bạn sẽ yêu cái con người của bạn. Thà nè, anh chàng thích nói nè, lanh lẹ nè, tôi hỏi anh trước. Dạ, em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn rồi. Em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn rồi. Hả? Hẹn chi nó đòi ra công viên. Các Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý. Cảm ơn nhà tài trợ bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ xin mời cho Tường kết nối với bạn nữ ở ô cửa màu đỏ, xin mời. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Chào em. Ghép đôi thần tốc và cùng hai bạn nam ạ. Em xin tự giới thiệu. Rồi. Em tên là Phạm Thị Thương, hôm nay em 25 tuổi. Rồi, em xin chào và luôn thương từ từ để giới thiệu bốn bạn một lượt rồi mình giới thiệu sau mới có kết nối thôi nha Thương nha. Rồi cho Tường gặp gỡ bạn Năm ở ô cửa màu đỏ luôn. Hello em trai, thấy chị Tường chưa? Dạ chào chị. Dạ em thấy chị ạ. Em tên gì cơ? Dạ em tên Thà. Rồi Thà, đợi chị xíu nha Thà nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái ô cửa màu xanh. Bạn nữ ô cửa màu xanh, xin chào em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào quý khán giả đang xem chương trình ghép đôi thần tốc và các bạn tham gia trong ngày hôm nay.
Em tên gì? Em tên Tường An. Wow, tên giống tên con gái chị nha, tên Tường An nha. Rồi, hôm nay chị sẽ để ý đến em, tên Tường An giống con gái của tôi. À, bạn nam ở ô cửa màu xanh. Chào chị Cát Tường và chào tất cả các anh chị trong ban biên tập chương trình cũng như là chào ba bạn. Em tên là Thanh Đồng. Như vậy là chúng ta đã thấy trên màn hình có bốn nhân vật xuất hiện ha. Bạn Thà nè, bạn Phương nè, bạn Đồng nè, bạn An nè. Ok, bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi những đoạn video clip giới thiệu về bốn nhân vật ngày hôm nay. Các bạn hãy cùng xem nha. Mình tên Tường An, mình làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Công việc chính của mình là giảng dạy các môn nghệ thuật cho trẻ. Sở thích của mình là được đi du lịch, được làm những việc mình yêu thích như là vẽ tranh, nhảy, khiêu vũ. Tính cách của mình thì mình là một cô gái khá là mạnh mẽ, tự lập, đôi khi cũng hài hước. Khi mà chúng ta tìm được một người để mà chúng ta yêu thương thì chúng ta hãy luôn nhắc bản thân rằng yêu một người là chúng ta chia sẻ niềm vui cho người đó. Cho nên dù trong trường hợp nào chúng ta cũng sẽ giữ bản thân bình tĩnh để lúc nào cũng có thể đem lại niềm vui cho người bạn đời của mình. Chào mọi người, mình tên là Thanh Đồng, đến từ Cần Thơ, quê quán thì ở Sóc Trăng. Theo nhiều người đánh giá mình thì là một người vui tính, hòa đồng và dễ gần. Ngoài công việc thì do mình đặc thù mình ở một mình, cho nên mình cũng biết mà nấu ăn, làm công việc nhà. Mẫu người mà bạn gái lý tưởng thì cũng chung cái sở thích của mình thôi. Thích nấu ăn, biết lo lắng, quan tâm chăm sóc gia đình. Đây, mắm cơm mùa dịch, cá điều hầm xuất gà, tự tay em làm. Xin chào chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Mình tên là Lê Văn Thà, 25 tuổi, nghề nghiệp tổ chức sự kiện. Đặc điểm tính cách của mình là thật thà, dũng cảm, sống nội tâm. Ưu điểm của mình là biết sai sửa sai, có trí cầu tiến, quyết đoán. Sở trường của mình là tập gym, squat out, bơi lội. Quan điểm tình yêu của mình là yêu là phải cưới, cưới là phải có trách nhiệm với người mình yêu đến suốt cuộc đời. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giờ hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt giờ hai trong một, giặt và xả tất cả trong một. Xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Phương, năm nay em 25 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kon Tum và hiện tại thì em đang sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp của em thì là giáo viên tự do. Về ưu điểm của em thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, yêu thương trẻ con và hát hay ạ. Đến với chương trình thì em có một câu nói hay về tình yêu em xin gửi tặng, đó là: anh là mặt đất rộng, em là chiếc lá xanh. Nếu một ngày lá rụng, có chạm vào tim anh. Rồi, bây giờ cho chị Tường hỏi nha. Thà ơi, bây giờ chị sẽ trò chuyện với em trước nha Thà. Thà là ở ô cửa màu đỏ đúng không? Sau khi em xem cái đoạn clip giới thiệu về hai bạn gái của mình ngày hôm nay thì không biết là Thà có cảm xúc gì chưa? Có cái nhận xét gì chưa? Rồi, xin mời Thà. Em thấy là có bạn Tường An ạ. Nghe giọng bạn ấy kiểu là phát âm nó chuẩn à. Em nghe cũng thích. À, vậy đó hả? Rồi thì bây giờ Thà giới thiệu một chút xíu nữa về con người của mình đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của em là như thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là em biết sai, em sửa sai. Em thì có chí cầu tiến, quyết đoán. Điểm yếu của em là em nói chuyện chậm hiểu, với lại em tiếp thu nó hơi chậm. Thương ơi! Dạ, em chào chị. Nãy giờ xem clip của các bạn đó, em có ấn tượng với bạn nào chưa? Rồi giới thiệu cho chị Tường nghe về bản thân mình một xíu nha. Về ưu điểm của em á, thì em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, yêu trẻ con và hát hay ạ. Còn về nhược điểm của em thì em còn hay rất dễ bị nhạy cảm, dễ khóc ạ. Là ví dụ như là em khóc trong cái trường hợp nào? Lần khóc gần đây nhất là khi nào, vì lý do gì? Em thì em dạy ở trong môi trường tiểu học với mầm non luôn á chị. Thì đôi lúc phụ huynh hiểu nhầm mình á, cách mà phụ huynh nói với mình á không được tôn trọng lắm chị. Khi đấy mình khóc luôn á chị. Là khóc trước mặt phụ huynh luôn, không kềm được mình khóc luôn đúng không?
Dạ đúng rồi. À, hôm đó là rất là nữ tính, rất là dễ thương. Tường cũng vậy nữa. Chị Tường ngộ lắm. Chị Tường mà ai nói hỏi hỏi gì, nói gì mình mà nó mình bị ấm ức cái là Tường cũng khóc liền à. Không có gì hết, cái đó là tốt thôi. Phụ nữ mà hiểu điệu, thuộc nữ, quân tử cũng yêu cầu nha. Rồi ok, cảm ơn Thương. Bây giờ chúng ta sẽ đến chàng trai ở ô cửa màu xanh. Anh Đồng à, Đồng ơi, Đồng giới thiệu một xíu về bản thân mình nè, điểm mạnh điểm yếu của Đồng nè. Ưu điểm của em á thì theo người đánh giá thì là người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, lại không có hút thuốc, cũng như ít không có biết nhậu nữa, không có uống bia rượu á. Rồi cái khuyết điểm thì nghĩ là chắc cho tin người, dễ tin người, nhiều khi có hay quên xíu. Rồi à, bây giờ đến An nha. Rồi An tên đặc biệt nè. Bây giờ An thì chị nhìn rất là quen luôn. Nhưng mà trước tiên thì An hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh điểm yếu, vì hôm nay chúng ta có những người bạn mới nha. Dạ em cảm ơn chị Cát Tường. Điểm mạnh của mình là mình có khả năng tự học rất là nhanh. Điểm yếu của mình là mình rất hay quên. Nhưng mình đôi khi mình nghĩ cái việc hay quên cũng là một cái ưu điểm, tại vì chia tay ai là quên liền. Quên không còn nhớ gì luôn á hả? Dạ không, quên ở đây có nghĩa là những cái cảm xúc hay là kỷ niệm thì mình không thể quên, nhưng mà những cái cảm xúc về cái người đó là sẽ không có nhớ nữa. Bình thường là em không có nặng lòng. Ừ đúng rồi, cái gì cho qua thì mình phải qua để mình mới đón nhận cái mới được chứ, đúng không An ha? Dạ. Rồi bắt đầu từ An, chị sẽ khai thác luôn cái chuyện tình trường, bởi vì An cũng có một câu chuyện đặc biệt và cũng có kỷ niệm một chút xíu với chị Tường, đúng không? Là chị em mình đã dạ, từng đúng. Gặp nhau rồi. Đây giới thiệu cho các bạn biết luôn là chị Tường đã từng gặp An trong một cái chương trình, đó là chương trình Yêu Là Cưới, đúng không An? Dạ đúng chị. Lúc đó thì An có chia sẻ với chị một câu chuyện tình yêu của An với một cái bạn, đó là để chị nhớ là bạn khiếm thị, đúng không cưng, đúng không An? Cũng mấy năm rồi chị. Dạ, Tường không nhớ rõ. Ừ, bây giờ em có thể chia sẻ một chút xíu về cái tình trường của mình. Dạ, mình với anh bạn ấy thì có tham gia vào chương trình Yêu Là Cưới của chị Cát Tường năm 2018. Thì cái thời gian mà mình và anh lên chương trình đó thì mọi người có nói là đây là đẹp, câu chuyện đẹp như một câu chuyện cổ tích vậy. Bản thân mình đến bây giờ mình nghĩ có thể là không đi cùng với nhau nữa, nhưng mà trong lòng mình vẫn cảm thấy rằng đó vẫn là một câu chuyện cổ tích đẹp. Những cái lý do mà mình đưa ra thì nó chỉ là những cái yếu tố bên ngoài thôi. Còn quan trọng bên trong á là cái tình cảm và tình yêu của mình nó chưa có đủ mạnh thì cả hai không có đi cùng với nhau được nữa. Nhưng mà cả anh ấy và mình hiện tại vẫn là những người bạn rất là thân thiết. Tụi mình vẫn hay chia sẻ âm nhạc với nhau. Anh ấy là một nghệ sĩ piano. Nhưng mà sau khi tham gia chương trình Yêu Là Cưới năm 2018 thì bao lâu sau thì em với anh ấy chia tay? Dạ hơn một năm sau. Là do một phần do cái công việc của em có sự thay đổi về cái khoảng cách nè, rồi gia đình cũng không có ủng hộ thì nó cũng gây một cái áp lực cho em và cả cho ảnh nữa. Ừ rồi chị hiểu rồi, rất là chia sẻ với em cũng hơi tiếc ha, nhưng mà thôi giống như em chia sẻ lúc nãy vậy đó, cái gì chuyện nó qua rồi thì qua, mình sẽ đón nhận những cái mới. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai, một cái người chồng tương lai là người như thế nào? Thật sự nếu là bước vào tình yêu thì nó rất là dễ, nhưng mà nếu mà bước vào hôn nhân á thì em sẽ cần gặp được một người thật sự có một cái nhìn sâu sắc về tình yêu và hôn nhân. Và cái tính em hiện tại á là em vừa rất là sâu sắc nhưng mà cũng rất là nhạy cảm á. Khi mà em cảm thấy cái người đi cùng với mình họ chưa đủ cái sự chín chắn thì em cảm thấy là em sẽ để cho họ thời gian để họ tự phát triển bản thân hơn, cho nên là họ phải lớn lên thì mới có thể đi cùng với em được. Em chia sẻ như vậy em không biết là có dễ hiểu không chị? Ờ à, nó hơi cũng hơi rối rối chút. Thấy hai anh nào cũng một anh thì cúi xuống một anh thì cũng hơi căng thẳng đó. Giờ túm lại nè, những cái điểm mạnh nào của đàn ông em thích và những cái điều gì của đàn ông là em không thích? Em thích là họ biết yêu từ trong chính cái tâm của họ, họ hiểu sâu sắc về tình yêu. Điều thứ hai á là giống như em, ngay cả khi ở một mình và trong một thời gian dài cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, tự lập, tự chăm sóc bản thân và tự biết cách giải quyết được cái cảm xúc của bản thân. Đó, bây giờ ngắn gọn chị mới hiểu được chứ. Rồi ok. Rồi bây giờ chị mời Đồng luôn, Đồng chia sẻ một chút xíu về tình trường của em như thế nào Đồng ơi. Mấy mối tình rồi? Dạ, cũng 2-3 mối tình chị. Nhưng mà đặc biệt mà để sâu sắc nhất á, thì chắc mối tình năm 2017. Dài cũng mối tình đã kéo dài được bao lâu? Chắc cũng gần 2 năm chị. Có lẽ lúc đó em cũng còn hơi gọi là trẻ con xíu, về trên gia đình người ta, cái bạn nó cũng lớn tuổi rồi, gia đình người ta có hỏi cưới miết, nhưng mà cái người mà họ chọn á, không phải là em mà là một người khác,
hai đứa mới cảm thấy là không có hợp nữa. Sau này mới suy nghĩ, mới nghĩ ra là không có hợp nữa. Thì hai đứa chia tay trong im đẹp thôi. Thì bẵng một thời gian sau khoảng cỡ nửa năm thì cô ấy có gia đình. À, có gia đình rồi luôn rồi. Đồng muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Nói chung mỗi người lý tưởng của em thì cao từ 1m55 trở lên ha. Thì có, nếu mà các bạn có công việc ổn định thì càng tốt rồi. Quê quán hoặc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì càng tốt, thuận tiện đường đi lại. Thì lý ha, biết quan tâm chăm sóc lo lắng gia đình, biết nấu ăn thì càng tốt. Tại vì em con trai thì em biết nấu ăn, mấy bạn nữ phải biết nấu ăn thì ngon hơn em. Thì giờ bạn nữ không biết nấu ăn thì em về nấu cho bạn nữ ăn. Trời ơi, cái chuyện đó nó bình thường thôi, tại em nấu được mà. Rồi, chúng ta sẽ đến với các bạn ở ô cửa màu đỏ nha. À, bây giờ chị hỏi bạn nữ trước nè, Thương nè. Thương ơi, rồi Thương giới thiệu một chút xíu về tình trường của mình cho chị Tường nghe với. À, Thương đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình. Mối tình đó em chia tay được hơn một năm rồi. Em yêu được 2 năm không chị? Rồi, lý do mà em với bạn nam á chia tay đó là do là em thì làm ở dưới đây, anh thì làm ở quê á chị. À, thời gian quan tâm nhau cũng ít á, nhiều khi anh cũng vô tâm quá nên là em cảm thấy yêu xa quá nên là em cũng dừng lại. Rồi vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai là người như thế nào nè? Em muốn tìm một mẫu bạn trai thì cao tầm 1m67 trở lên, một người vui vẻ hòa đồng, chịu khó, không gia trưởng và đặc biệt là không hút thuốc ạ. Này, ngoại hình có yêu cầu gì không? Dạ có, ngoại hình thì cao tầm 1m67 trở lên chị. Rồi để coi có chàng trai nào mà không có gia trưởng ha, không hút thuốc ha, cao 1m67 trở lên không nha. Chào Thà, Thà ơi, tới phiên mình rồi. Dạ, em ơi, tình trường của mình sao hả? Dạ em không có chị. Dạ em không có chị. Hả, không có hả? Chưa có người yêu hả? Ủa vậy thì cho chị hỏi là hồi đó giờ mình có để ý cô nào chưa? Dạ có, nhiều lắm chị. Mà mình không có dám ngỏ ý với người ta hay là sao? Dạ em có mà kiểu giống như là mua trà sữa cái này cái kia đâu á. Nói chung là lúc đầu thì làm hết mình lắm. Rồi cái dần dần rồi cái mới biết là bạn đó cũng có người yêu rồi. Rồi bây giờ mình chưa có mối tình nào hết rồi mình có kinh nghiệm không? Rồi mình sao mình hiểu được chị em phụ nữ? À, sao mình hiểu được bạn gái của mình muốn cái gì, thích cái gì đó? Em có tìm hiểu tới cái vấn đề đó chưa? Dạ, em thì em có đọc sách Giải Mã Phí Ăn Phải Đẹp, cho nên là em cũng có biết đó. Dạ, nhưng mà kiểu giống như là em bị hạn chế thực hành. Là có lý thuyết thì có nhưng mà thực hành thì chưa. Đọc Giải Mã Phải Đẹp nghiên cứu kỹ không? Dạ được chị. Là bây giờ nếu mà có đối tượng là thực hành được đúng không? Dạ được chị. Bây giờ em đọc trong cuốn sách đó, em ấn tượng nhất là cái câu nào trong cuốn sách đó? Có một cái câu gọi là gì? Con gái, người ta yêu là người ta yêu bởi sự chân thành, tử tế. Chứ họ không yêu bởi sự nhiệt tình của người đàn ông. Nhiệt tình ở đây là có nghĩa là người ta kiểu giống mình nhiệt tình quá người ta sẽ không có thích á. Cho nên là em bị cái trường hợp đó nhiều, cho nên là em thấy cái câu đó là cái câu đúng với em nhất. Vậy mình đã rút kinh nghiệm chưa? Bây giờ kiểu giống như là mình yêu mà cái kiểu như hơi giống gọi là bad boy tí á. Bad boy tí á. Thì nó sẽ ổn hơn. Cho con gái có cảm xúc á, nó được nhiều hơn à. Thì người ta sẽ thích. Chứ kiểu giống như hiền hiền á, thì kiểu giống như là nhiệt tình á. Mình nhiệt tình mình làm riết á. Kiểu như người ta cũng xem mình nó nhẹ lắm. Cho nên là em nghĩ là... Hay quá, nữ quá. Kiểu giống như bad boy. Rồi, tôi cũng ráng chúc mừng Thà có cơ hội thực hành nha. Có nghĩa là bạn ấy khuyên các bạn nam á, mà có quen bạn gái, có đeo đuổi bạn gái phải cà giật một chút. Gái nó mới khoái, ý là gái phải cà giật. Chứ còn ai mà cứ thì Thà cứ tối ngày cứ đi theo rồi em ăn gì mua không khỏe không thì kêu hoài là riết rồi bạn gái thấy cũng thường, thấy cũng nhàm. Sao Thà nói vậy Thương với An thấy đúng không? An thấy đúng không An? Em nghĩ là bạn còn khá là trẻ. Thì thật ra nếu bạn định nghĩa bản thân và trong bước vào tình yêu như vậy á thì cẩn thận ha, coi chừng đánh mất chính bản thân mình á. Cứ lại chính mình và cố gắng chính mình mới là quan trọng. Thì người nào yêu bạn sẽ yêu cái con người của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái phần 2 để mình tìm hiểu nhau được nhiều hơn đó. Mình mở cửa trái tim để cho các bạn gặp nhau. Rồi, bây giờ xin mời phòng máy hãy kết nối cho chị Tường cho 4 bạn chúng ta cùng gặp nhau. Thà và Thương ở ô cửa màu đỏ nè, Đồng và Ân ở ô cửa màu xanh. Xin mời. Xin chào. Chào tất cả mọi người.
Chào ba bạn. Chào đi, chào cho đi. Chào các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta đã thấy nhau rồi ha. Chúng ta sẽ giao lưu với nhau một chút nè. Bây giờ mình sẽ giao lưu với cặp xanh trước nha. Mình trò chuyện với nhau vài câu đi nè, để làm quen nè. À, em đang ở đâu vậy? Dạ, em ở quận 12. À, anh thì anh đang ở Ninh Kiều, phố người ta. Mà quê em ở trên Sài Gòn đúng không sao? Dạ, nhà em ở đây. Dạ, khá là xa so với anh. Từ đó lên đó thì khoảng 3 tiếng xe thì tìm ra đó khoảng cả 1 tiếng ngoài hơn nữa. Thì tại vì lúc trước anh có ở Sài Gòn khoảng 3 năm, anh cũng biết quận 12, cũng đã đường đi ngang thôi chứ không có gần đường đó nhiều lắm. Tại lúc đó anh ở Gò Vấp. Dạ. Rồi bây giờ cho chị hỏi là ấn tượng đầu tiên khi mà vừa nhìn thấy nhau thì Đồng có ấn tượng như thế nào về bạn An? À, cũng em thấy là cũng khá là xinh xắn, dễ thương, nhất là cái giọng nói nghe rất là to rõ. An ơi, mình có ngại yêu xa không An? Dạ, em cũng hơi ngại, nhưng mà nếu mà là tình yêu của cuộc đời em thì em cũng không quản xa đâu. Ồ. đúng rồi. Hello Thương, bây giờ cho chị hỏi thăm Thương nha. À, khi mà tất cả các khung hình này mở cửa ra thì em có ấn tượng gì với hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay? Dạ, em nhìn hai anh thì cũng rất là vui vẻ. Thấy hai anh thì nói giọng cũng rất là dễ thương. Hồi nãy giờ chị nghe khi mà các bạn gái này giới thiệu á, thì khi mà nhìn thấy là em cười, em phấn khích, em vui nãy giờ luôn nè. Bây giờ cho chị biết coi là ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy hai bạn gái này như thế nào? Hai bạn ấy có cái giọng nói em ấn tượng, em thích đó. Thích giọng nói của ai? Tại lúc đầu em nghe Tường An trước á, cho nên là em thích Tường An. À, Tường An là ở quận 12 đúng không chị? Em là hiện tại nãy là Thà đang nói với chị là em đang ở đâu Thà ha? Dạ, em ở quận 12 cùng với bạn Tường An ạ. Ồ, hèn chi cùng với bạn Tường An, hèn chi là khoái cái giọng bạn Tường An ha. Rồi, thế bây giờ nè, chị cho một cái chủ đề cho các bạn cùng trao đổi với nhau nha. Giờ nếu như bây giờ là các bạn nè, hai cặp đôi của mình, nếu hôm nay mình tìm được người yêu, mình hẹn hò với nhau, vậy thì mình sẽ lựa chọn hẹn hò ở cái nơi bình dân hay là cái hơi sang một chút hẹn hò đầu tiên nha. Rồi cái mình hẹn hò đi chơi như vậy đó, cái tình phí đó ai sẽ là người chi trả trong cái thời gian mình hẹn hò với nhau? Bây giờ chị cho hai bạn nữ trả lời trước nha. An trả lời trước đi, em muốn hẹn hò ở đâu với người yêu của mình? Nếu mà hẹn hò thì em sẽ trao đổi với bạn ấy để cả hai thống nhất. Tại vì có thể là bạn ấy cũng sẽ có một cái ý tưởng nào đó thú vị. Vì em cũng ít đi đây đi đó, trong cái việc cà phê, cà pháo gì đó thì em cũng không có biết nhiều chỗ hay. Còn về việc chi tiêu á, thì thật ra thường á, em sẽ chủ động trả trong buổi gặp đầu tiên. Gì kì ạ? Sao mình lại trả? Nhớ nha. Tại sao? Nhớ nha. Buổi gặp đầu anh tiên. Ghi nhận rồi đó. Nghe coi. Thật ra có hai lý do. Một lý do thứ nhất là thói quen của em. Lý do thứ hai thì là em không chắc là sau buổi gặp đó thì bạn ấy có còn thích em không, hay là em còn thích bạn đó không. Thì thà là em trả còn hơn là để người ta trả. Em cảm giác là mình sẽ thiếu người ta một cái buổi gặp mặt lần thứ hai, nên thôi thà là em trả thì em thấy nó tốt hơn. Có nghĩa là em thích em là người à? Nhà, em là chủ nợ chứ em không thích em là con nợ đúng không? Dạ. cũng hay. Rồi vậy thì còn Đồng thì sao? Đồng thì mình thích hẹn hò như thế nào? Đối với em thì em người miền Tây sống nó dân dã lắm, ở đâu cũng được, không cần thiết là phải già sang trọng hay là bình dân. Quan trọng là mình thống nhất được với nhau là cái địa điểm đó nó thuận tiện về địa lý cho cả hai. Còn về cái buổi ăn đầu tiên, ví dụ lần gặp đầu tiên á, thì con trai lúc nào cũng phải ga lăng á chứ. Thì em thấy hồi đó giờ em là chị không đó, lần đầu tiên hoặc lần thứ hai vậy em cũng là người trả tiền chứ không gọi là để cho mấy bạn nữ mà trả tiền thì thấy nó ngại sao. Thế còn chàng trai Thà của tôi thì sao? Hồi nãy nghe mới nói là An dành trả tiền cái là ok, nghiệm chóp liền á, hay quá ha. Rồi bây giờ em chia sẻ quan điểm của em coi. Bây giờ em muốn hẹn hò ở đâu nè? Dạ, nếu mà được bạn An cho phép đó thì cũng dễ thôi. Tại mình cũng mới mà. Mình nghĩ là mua đồ ăn, một mớ đồ ăn nè, xài, trà sữa, mấy cái đồ ăn vặt á, mà mình đem vô công viên, vừa ăn vừa nói chuyện, vậy thôi. Lý do gì thích mà hẹn hò trong công viên? Dạ, cái đó là sở trường của đàn ông mà. Tại vì thường á, con trai thì nó giống như là... Đàn ông.
hạn trong công viên là sở trường của đàn ông hả? Dạ em không phải, ý nó là cái tánh của em, nó cũng là cái tánh của em á. Tại vì em thích là kiểu như nó, nói chung là cũng không không quá đông người mà cũng quá ít người, thì mình vô chổng mình có thể dễ dàng mình chia sẻ nè. Đó cũng là một cách giải thích của bà gái. Rồi hai bạn nữ có việc lắng nghe nha. Vậy còn Thương, Thương ơi, em thì muốn là hẹn hò như thế nào với người yêu của mình? Chị ơi, do em xuống đây thì cũng mới 2 năm ấy. Ở đây thì em cũng chỉ biết sơ sơ trong Đồng Nai thôi. Còn trên thành phố thì em cũng ít lên chị. Nếu mà khi mà em với anh đó hẹn hò với nhau thì xem thời điểm nào hợp lý rồi mình chọn điểm nào cho nó phù hợp á. Em là nhưng bản thân mới từ trên xuống từ 2 năm hẹn hò ở chỗ chị. Công viên. Em thích dạ, cái sở thích của thì, mình quán cà phê hay là công viên cũng được, cũng không có vấn đề gì hết chị. Rồi, thì ai sẽ là người chi trả? À, đối với em thì chuyện tiền bạc thì cũng không quan trọng. Mới gặp lần đầu ấy, thì ai trả cũng được chị. Em nếu mà em trả thì em trả cũng được ạ. Không sao hết ạ. À, ví dụ ai hỏi quan điểm của chị Tường đi. Chị Tường mà đi chơi với bạn trai là bạn trai phải trả tiền. Chị Tường chỉ trả tiền khi đi chơi với bạn bè và em út và cha mẹ và gia đình thôi. Còn đi chơi với con trai là con trai phải trả tiền. Không có mắc mớ gì mà đi chơi với con trai mà mình phải trả tiền hết trơn á. Hồi đó chị đã từng la con gái của chị rồi. Con gái của chị nó cũng có suy nghĩ giống như tụi em vậy đó. Là con đi với bạn trai dành trả tiền. Không, con trai là phải trả tiền. Không có tiền thì ở nhà đi chơi tùy theo sức của mình, có xôi ăn xôi, có cháo ăn cháo, không có tiền thì đi vô chỗ sang, không có tiền thì đi vô quán khóc bán vỉa hè ăn hủ tiếu gõ cũng được, nhưng mà tiền là con trai phải trả. Chốt xô qua chủ đề thứ hai, khỏi có nói nhiều lăng tăng đi cho nó mệt. Đàn ông có cái chuyện đi cô gái đi chơi hẹn hò với bạn gái mà tiền không có trả được nữa, thứ ngày thì quên bóp, ngày thì đau bụng, ngày thì nảy kia dẹp lên đường. Ok rồi. Qua chủ đề thứ hai, nếu như mà hai bạn yêu nhau thấm thiết nha, nhưng mà gia đình ngăn cản thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Rồi bây giờ tôi lại muốn nghe ý kiến của các chàng trai trước. Thà nè, anh chàng thích nói nè, lanh lẹ nè, tôi hỏi anh trước. Dạ, em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn rồi. Em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn rồi. Hẹn chi nó đòi ra công viên. Để cho dễ bề. Tại sao? Nói chung không có được chị, chơi công viên không được đâu. Rồi rồi bây giờ rồi giải thích cho tôi tại sao lại làm cho cô ấy có bầu. Lý do tại sao dạ, lại như vậy? Cũng đơn giản thôi, quan trọng là mình chịu, hai đứa chịu ra đăng ký kết hôn là được rồi. Chuyện tổ chức đám cưới thì nó phụ thuộc vào hai bên gia đình, nhưng mà cái chuyện đăng ký kết hôn là nó phụ thuộc vào hai đứa. Thì cái chuyện đăng ký kết hôn là khác mà cái chuyện có bầu là khác, hai chuyện đó khác nhau à? Nếu gia đình ngăn cản dạ, em muốn cái gì cho nó rõ. Dạ đầu tiên á là gia đình ngăn cản thì lén đăng ký kết hôn xong rồi làm luôn cái đó là xong. Căng à, căng là nha, căng à. À giờ để tôi hỏi hai bạn gái coi. Thương ơi, em nghĩ sao Thương? Dạ nếu mà như thế thì em không có làm được như thế ạ. Mình phải thuyết phục làm sao để cho ba mẹ mình tin tưởng mình khi mình đã quen xác định yêu xa là như vậy chị. Hoặc là cha mẹ không tin tưởng ấy thì mình làm sao mình phải tỏ ra điều gì để cha mẹ đều có thể quyết tâm là sẽ cho con cưới chứ không có để tình trạng nó xảy ra chị. Rồi, đồng ý. Thế thì An thì sao cưng? Với bản thân em á thì em nghĩ á tình yêu thương á nó không nên là một cái sợi dây chói bởi hôn nhân hay là con cái. Cho nên em sẽ không có thích cái việc là sử dụng con cái hay là một cái tờ giấy đăng ký kết hôn để mà làm cái chuyện đã rồi đối với người lớn. Em không đồng ý chuyện đó. Rồi, Đồng thì sao Đồng ơi? Đối với gia đình em nói riêng một xíu là về gia đình em thì ba mẹ rất là dễ, không có ngăn cấm cái chuyện mà con cái yêu đương hay là quen ai. Ba mẹ nói quen ai thì cưới người đó. Còn nếu ví dụ mà ba mẹ hai bên mà ngăn cấm khi mà hai bên gia đình hai đứa yêu thương nhau thật lòng thì bây giờ mình chỉ có việc mình sẽ chứng minh cho bên gia đình của hai bên biết là chúng con hoàn toàn yêu thương lẫn nhau và chúng con có thể bảo đảm lo lắng cho cuộc sống sau này của chúng con được hạnh phúc. Cái đó là mình phải chứng minh cho bên gia đình ấy. Nếu mà ngăn cấm quá thì cứ ở vậy đi, tới một độ tuổi nào đó thì ba mẹ cũng mắc việc cưới. Rồi cho tôi hỏi chút xíu, đáng lẽ là xong rồi đó, xong phần này đó mà tôi muốn quay lại tôi hỏi anh Thà tôi chút xíu. Thà ơi, ở đâu ra có cái chiêu là mình kết hôn luôn với mình đẻ luôn vậy? Em chia sẻ cho chị nghe coi. Em nghĩ cái đó là một bản lĩnh của người đàn ông thôi, mà phải quyết là phải làm cho được. Mà làm cho được là phải có trách nhiệm. Có trách nhiệm là không phải trách nhiệm một ngày một, ngày hai, mà cả là cả suốt đời. Không phải lấy khó thì chùng bước được, thấy khó thì phải tiến lên thì nó mới có kết quả được. Nhưng trong cái khó đó nó có rất là nhiều điều thú vị. Nó sẽ cho cả hai người tạo ra một cái thử thách cho cả hai. Một là sẽ kết nối dính với nhau thiệt là chặt.
Còn hai cái thử thách đó, nếu mà mình không vượt qua được cái thử thách đó thì cả hai sẽ bị ghen. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta cũng có thể hiểu được hơn nhau một phần nào rồi ha, qua những cái chủ đề chị Tường đưa ra để chia sẻ. Nhưng bây giờ trước khi đi đến cái phần kết thúc, bây giờ ai xung phong nè, ai xung phong hát hồi nãy nhớ ai giới thiệu, nó hát hay lắm nè, Thương phải không ta? Bây giờ Thương ơi, bé Thương tặng cho chị Tường nè, tặng cho ba người, tặng cho chị Tường, tặng cho khán giả nè, với ba người đang tham gia chương trình ngày hôm nay nè, bài hát nào dễ thương đi, à dễ thương như là Thương vậy đó. Vậy thì bây giờ em xin gửi tặng tới hai bạn nam và bạn nữ một bài hát, đó là bài hát Yêu của Min ạ. Ok, yếu tay đi các em ơi. Yêu là cùng nhau chung tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từ phút giây quên rồi. Dạ em hát nhé một đoạn thôi ạ, em cảm ơn. Wow, dễ thương quá à. Sao hai chàng trai cho ý kiến rồi, Thà cảm nhận như thế nào về giọng hát của Thương? Dạ, giọng phát âm rất là chuẩn. Em cũng thích hát karaoke lắm nhưng mà em hát dở ạt à. Thấy bạn ấy hát thì cũng ngưỡng mộ quá. Giờ các bạn trai xung phong lại đi, giờ mình hát tặng lại bạn nữ một bài đi. Em thì chắc em hát không có được đâu, nên em sẽ làm một món quà để em tặng bạn. Rồi. Mà quà thì lấy được hay không thì là do bạn. Ok, mời em. Dạ. Sao không giới thiệu cái vụ này ta? Đã em làm cái bong bóng này trong mấy cái sự kiện đó đúng không Thà? Đúng rồi ạ. Hay quá. Đây ạ. Bạn ơi đây là con chó. Dễ thương. Thì mình thì cái con chó này á, mình hai mình nói nó là con chó chảnh. Chó quý sa tộc. Rồi. Chảnh, đúng. Thì cái món quà này mình sẽ gửi tới nhà bạn đó, nhưng mà chắc gửi không được tại mình không có địa chỉ. Bạn nào mình muốn lấy thì chắc phải có địa chỉ thì mới nhận được ha. Dễ thương quá. Sao em cảm nhận như thế nào về món quà của anh Thà Thương? Dạ em thấy anh rất là khéo tay ạ. Nói chung em thấy rất là giỏi luôn á. Rất là giỏi ha. Ok. Rồi, đó là tôi thấy nãy giờ bên đây một màu đỏ là ta thể hiện hết trơn rồi nè. Rồi bây giờ cái cặp bên màu xanh này lép vế quá vậy. An ơi hát đi An. Hay là muốn chia sẻ gì không? Em đọc thơ gì? Ok, mời em. Mỗi người đều có cơ hội thể hiện bản thân mình chứ, chứ không thôi là hết cơ hội đó nha. Dạ, em xin đọc bài thơ Em bảo anh đi đi. Một tác giả người nghe thì phải. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, mà sao anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em, không nhìn vào mắt sầu, không nhìn vào mắt sâu, những chuyện buồn qua mau. Em xin thôi nhắc lại, em ngu khờ vụng dại, anh mơ mộng viễn vông, đời sống nghiệt ngã không, cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi xin gửi sống, đưa tình về cuối sông. Thì thôi xin gửi sống, đưa tình về với mộng, đưa tình vào cõi không. Dạ em xin hết ạ. Hai chàng trai của tôi cảm nhận như thế nào về món quà của An? Nói chung là rất hay và rất sâu sắc vậy. Đó, trong những cái từ, những câu từ trong một cái bài thơ đó rất là sâu sắc. Thế bây giờ họ đồng thì sao? Đừng có muốn có món quà nào tặng cho chương trình, hay là đồng muốn nói tình cảm của mình hay muốn cảm xúc của mình với ai không? Thì mình cứ mạnh dạn lên. Dạ, đến chương trình đó thì em sẽ gửi cho hai bạn nữ một bài hát nha, một đoạn ha, trong ca khúc là Bản tình ca đầu tiên. Hát không hay thì các bạn cũng đừng có. Nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên,
anh sẽ đến ngồi kề bên nghe. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Và khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh hạnh phúc sang ngời, anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Dễ thương quá. Sao cơm sao em? Dạ anh Đồng hát rất là hay à. Thế thì bây giờ các bạn cũng đã cảm nhận được nhau rồi, giao lưu với nhau cho vui rồi. Thì bây giờ là giây phút chúng ta sẽ lắng động lại để đưa ra cái sự quyết định của mình. Nếu mình có rung động và mình thích được kết nối với bạn nào thì mình hãy đưa cái trái tim cùng màu của cái người bạn đó lên. Nếu chúng ta chưa cảm thấy rung động và chưa muốn kết nối với ai hết thì chúng ta có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 và 1. Buổi ăn đầu tiên, ví dụ lần gặp đầu tiên á, thì con trai lúc nào cũng phải ga lăng á chứ. Thì em thấy hồi đó giờ em phải chị đâu đó. Em sẽ làm cho cô ấy có bầu luôn rồi. Em nghĩ cái đó là một bản lĩnh của người đàn ông thôi. Mà phải quyết là phải làm cho được. Mà làm cho được là phải có trách nhiệm. Nếu mà như thế thì em không có làm được như thế ạ. Mình phải thuyết phục làm sao để cho ba mẹ mình tin tưởng mình. Khi mình đã quen xác định yêu xa là như vậy chị. Nếu bạn định nghĩa bản thân và trong bước vào tình yêu như vậy á, thì cẩn thận ha, coi chừng đánh mất chính bản thân mình á. Cứ lại chính mình thì người nào yêu bạn sẽ yêu cái con người của bạn. Xin mời. Ủa, An đưa cái dạ, gì vậy? Em đưa mặt cười. Trời, cái mặt cười sao có hình trái tim? Dạ. Trời đất ơi là trời. Hai chàng trai của chúng tôi thì đều đưa hai trái tim màu xanh. Nhưng mà dạ, cô gái ở ô cửa màu xanh đó là cô gái tên An thì lại đưa cái mặt cười. Mặt cười có nghĩa là cô ấy chưa muốn chọn ai hết. Thương thì lại đưa cái trái tim màu xanh. Rồi như vậy là bốn người trái ngoe trái ngoẩy luôn. Thế bây giờ tôi phải hỏi cô An, tại sao hai chàng trai của tôi mà cô không chọn chàng nào? Dạ tại vì bạn Hà nhỏ hơn em 2 tuổi và em thấy trong suy nghĩ của bạn thì vẫn chưa thể là một người có thể đi đồng hành cùng với em lâu dài được. Mình không có chê gì Hà hết nha, Hà rất là thật thà, đó là một đức tính rất là đáng quý. Mình xem Hà từ đầu chương trình rồi mình thấy Hà rất là thật thà, thẳng thắn với suy nghĩ của Hà. Còn đối với anh Đồng thì em không có sự kết nối nhiều lắm, với lại một phần chắc là do cái em nghĩ là do cái công việc của em và cái khoảng cách nó sẽ ảnh hưởng về tình cảm. Tại vì em đi làm rất là nhiều, em đi làm cả tuần luôn thì rất khó để dành thời gian cho nhau. Trong khi đó em cảm nhận ở anh Đồng là một người rất gia đình, đó là cái điều mà em cảm nhận. Cho nên em nghĩ là em chưa thể đưa ra cái em sẽ không có lượng cảm thấy là có tình cảm với sâu sắc trong cái gặp đầu tiên này với cả hai, nên em nghĩ là em nên đưa cái mặt cười này. Rồi, dạ. Cảm ơn chia sẻ của An nha. Thế còn Đồng thì sao? Hiện tại thì em có cảm xúc như thế nào? Em cũng tôn trọng ý kiến của tất cả các bạn thôi. Tại vì mỗi một người sẽ có suy nghĩ khác nhau. Chúc cho các bạn là ví dụ như mình không kết nối được trong chương trình này thì sau này hoặc là tương lai thì mình cũng sẽ có được những người là phù hợp hơn cho đối với mình. Có thể là bạn bè có thể gặp nhau, biết đâu lúc đó là nảy sinh một tình cảm chứ. Đúng rồi, ok, cảm ơn anh Đồng nha. Thế còn Thà, em có suy nghĩ gì không? Có buồn không? Dạ không, em thấy bạn ấy nói cũng đúng đó thôi. Nhưng mà tại là do cái tánh của em nhìn nó hoài á, kiểu như là thấy nó con nít á. Nhưng mà em thuộc người nguy hiểm lắm. Nhưng mà em thuộc người nguy hiểm lắm. Không có đơn giản như nhìn hình thức mà bắt thành dông được. Ta còn Thương, một cô gái rất là dễ thương ngày hôm nay, cái tà áo dài rất là đẹp ha. Cảm xúc của Thương hiện tại như thế nào Thương? Dạ em cũng rất là bình thường chị, cũng rất là vui vì khi được tham gia chương trình này. Có nghĩa là em cũng được gặp được hai bạn trai và gặp được bạn nữ, rất là vui, em cảm thấy rất là vui ạ. Cảm ơn các em nha. Thì thôi bây giờ chị Tường cũng thay mặt chương trình cảm ơn các em rất là nhiều đã tin tưởng chị Tường nè, tin tưởng chương trình Ghép Đôi Thần Tốc nè, đã đăng ký với chương trình. Đặc biệt là trong mùa dịch này thì chị Tường chúc cho các em nè và gia đình của mình cũng vậy, luôn được nhiều sức khỏe nhé. Và chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch để tiếp tục cái công việc của mình, phát triển tương lai
tương lai, phát triển sự nghiệp và tìm được một tình yêu thật sự của bản thân mình. Cảm ơn các em rất nhiều đã tham gia chương trình nha. Và các bạn ơi, mặc dù hôm nay á mình không có tìm được một nửa yêu thương, nhưng mà chương trình sẽ có một phần quà rất đặc biệt dành tặng cho các em đến từ bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một nha. Đối với các bạn tham gia chương trình, dù là các bạn không thành công, không chọn được một nửa yêu thương, thì vẫn nhận được 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Cảm ơn bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ thì các Thường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cũng cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình nhé. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.